Hello anh em, hôm nay cửa hàng mình sẽ lên sóng cho anh em ba cái dòng máy khoan và bắn vít dùng pin 16V của hãng Esfandro. Đây là một cái thương hiệu mới mà bên cửa hàng mình đang triển khai. Thì mã Esfandro thì nó sẽ tập trung vào những cái dòng máy rất là phổ thông luôn, nào là khoan, bắn vít, máy mài, bu lông, bê tông đó. Và một cái điều đặc biệt ở cái dòng này anh em, đây là cái dòng hàng chính hãng nhưng mà nó sản xuất trên Makita nha. Anh em biết Dubai thì họ họ bán nội địa Trung Quốc, nội địa Trung, thì họ sản xuất thêm một cái thương hiệu quốc tế nữa, thương hiệu mà khác nữa đó, thì đó là Esfandro để bán cho thị trường quốc tế nha. Thì ở Việt Nam mình thì cái nhà phân phối, nhà bán hàng thì họ cũng mới triển khai đây thôi, nhưng mà nó có một cái sự rất là khác biệt về 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 chất lượng máy nha. Thì khi mà so sánh đối với dòng Esfandro, anh em chỉ nên so sánh với hàng chính hãng thôi, mà nó thực sự những cái hàng OEM không đẹp bằng. Thứ nhất là mẫu mã OEM không đẹp bằng, thứ hai chất lượng cũng không bằng luôn. Nó thực sự hàng OEM nó không bằng hàng 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 chính hãng được, đều thực sự luôn nha mấy anh đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái mẫu máy để cho anh em coi ha. Trong cái video này thì mình sẽ có ba dòng, là dòng khoan 16V này là không búa, có búa và bắn vít nha, cả ba cái dòng đây. Để cho anh em thấy cái sự hoàn thiện, đầu tiên cầm vào cái mắt mình á, trước tiên á mình nhìn vào mắt cái đã, hoàn thiện của nó là rất là đẹp mấy anh nha, nó sắc sảo luôn á nha, độ hoàn thiện rất là cao đó. Anh em hãy nhìn cái máy này nè, độ hoàn thiện rất là cao ha. Ok, từng cái chi tiết ví dụ như nhựa này nọ đó mấy anh, rất là cao, và nó phối một cái màu đỏ màu đen, nó hợp gu cực kỳ luôn. Bây giờ giống như Milky vậy. Và khi mà cầm ở trên tay rồi cái độ đầm nó cũng khác nữa mấy anh. Thật sự mà nói, nếu mà nó quá thì ở đây mình bán mình khen, mà thật sự mình khen nó không có sai đâu mấy anh. Anh em nào ghé anh em coi đi ha, để biết được cái cảm nhận thực tế, chứ nhiều lúc mình mà khen quá thì cũng không tốt, mà cái thực tế nó là như vậy nha. Thực tế nó là như vậy anh em, cầm nó đạt, nó đầm tay lắm, cầm nó đầm tay, và cái hoàn thiện cái sản phẩm rất là bắt mắt luôn nha, nó đẹp đó. Đó, nó đẹp tại vì mình cũng đã cầm qua nhiều cái hãng OEM rồi, nhiều hãng rồi, nhưng mình thấy không đẹp bằng, không đẹp, thực sự không đẹp bằng cái hãng Edfin này. Đây là cái dòng mà có mã là S2AH7916, tốc độ quay con này là 450 vòng số 1 và số 2 là 2000 vòng, lực xoắn là 50 niu, đầu kẹp là 10 ly, đầu kẹp auto lock. Ok, lóc xong mình nhắc cái là nó khóa rồi ha. Đó, ngon lành đó nè, rồi kẹp 10 ly. Thiết kế một cái rất là nhỏ gọn luôn nha. Nhỏ gọn cực kỳ luôn mấy anh. Nó dùng pin là pin 16V 2A ha, 2A 32W. Và cái giá tiền của một cái con máy này nó chỉ có 1.360.000 thôi. Nó sẽ gồm là một máy, hai pin, một sạc và kèm theo cái túi. Cuối video mình sẽ đi test thử con này cho máy này cho anh em coi ha. Bộ nó này anh em, một cái túi nè, cái túi thì cũng dễ thương, nho nhỏ nè ha, cũng khá là dày dặn nha. Rồi, và cái cục pin đây, hai viên pin. Ok, một cục sạc, đây cục sạc đây nha, cục sạc của Edfin anh em để ý nè. Những cái dòng mà hàng chính hãng là cục sạc ở trong đây là bao nhiêu chân, 2, 4, 6 chân đây, đâu này là 6 chân nha. Những dòng pin của Edfin nó xịn lắm rồi nha, 6 chân anh em, nó có mạch cân bằng này nọ, nó rất là nhiều trong đây luôn nha, rồi bảo vệ nọ ha. Còn những cái mà hàng OEM nó có hai chân thôi, em cũng nhỏ nhưng nó có hai chân thôi, hoặc là cao lắm là ba chân thôi nha. Còn cái cục sạc của Edfin này lên nút tới 6 chân luôn. Cục sạc này thì nó là dòng sạc ra là 1.3A nên anh em sạc có hơn tiếng hồ nó mới đầy. Ok, rồi sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành. Cái dòng máy này anh em, hãng Edfin này bảo hành cái thân máy này nè, cái thân máy này anh em biết bảo hành bao lâu không? Thân máy bảo hành 1 năm nha. Thì mình mới liên hệ hãng lại thôi, mình mới cập nhật hôm qua có bán một cái máy rồi, nhưng mà ghi bảo hành có 6 tháng, pin 3 tháng, nhưng mà không phải nha. Cái cục thân sạc, cái cục cái nè, cái thân máy bảo hành 1 năm, cục pin này bảo hành 6 tháng nha, pin bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi, pin sạc bảo hành 6 tháng, lỗi là đổi, còn máy bảo hành 1 năm sửa chữa nha mấy anh. Đó, thì nói cho anh em coi ha. Đó, anh em nào mà chưa biết về cái hiệu này thì có thể ghé cửa hàng mình để cầm tận tay, cầm tận tay mình soi tận con mắt
để mình xem coi nó như thế nào mấy anh ha. Chứ mình thì nhiều lúc nói hay quá thì cũng không không nên. Ok ha. Thì giá là 1.360.000 cho con khoan này nha, 1.360.000 đèn led ở đây đó, cấp trượt anh em ha. Mạnh lắm em. Thiết kế nhỏ gọn, thiết kế nhỏ gọn, tốc quay nhanh nha. Đó. Mà giá cực kỳ mềm luôn, 1.360.000. Cỡ con này anh em đi bắn vít, khoan mồi, khoan tường gia đình là ok, không cần bố luôn. Bây giờ có những cái mũi đa năng đó nè, quất những cái mũi đa năng nó vô, khoan tường nó là ngon, không cần bố luôn. Nha, lực xoắn 50 niu là mạnh lắm rồi. Ok. Rồi. Anh em đi có những cái con á nha mà lực xoắn 50 niu nó mạnh hơn con lực xoắn 60 niu. Bởi vì lực xoắn 60 niu thì lúc người ta làm nó không có tới. Nha, nó cũng có những trường hợp như vậy. Nha. Rồi ok, con này thì giá là 1.630.000. Kế tiếp nữa đó là một con có búa. Con có búa thì nó sẽ khác với con không búa ở cái chỗ là cái cụm này nè, cụm chỉnh búa này thôi mấy anh nha. Đó, ba chức năng chỉnh ở đây nè. Bắn vít nè, khoan nè, khoan búa nè, cấp trượt ở đây ha, cũng là kẹp 10 ly luôn. Thông số kỹ thuật cũng giống y chang cái con đó, là tốc độ quay 450 và 2000. Và có một búa đập anh em là 3000 30.000 BPM 50 Newton, đầu kẹp 10 ly. Ha, đầu kẹp 10 ly nha, cái độ hoàn thiện cũng rất là cao. Đây anh em có thể mình soi. Ok ha, quay chậm gì chi để anh em soi nè, soi cái độ đẹp của nó. Ha, nhiều khi anh em ở xa mình không có biết được nó đẹp á thì mình sẽ soi như thế này. Ok chưa? Đó. Còn anh em nào mà ở gần có thể ghé cửa hàng cầm nắm sờ mó, ok cầm thử để cái cảm nhận. Tại vì cái người mình mua hàng á nó ngộ lắm anh em. Khi mình cầm một sản phẩm trên tay thì nó sẽ có một cái cảm nhận nó sẽ khác, nó sẽ có cảm nhận về khác, về cái độ hoàn thiện, về cái độ đậm chắc, về cái tiếng máy của nó, về cái tiếng máy của nó, đó, nó sẽ có những cái cảm nhận khác biệt như vậy. Rồi khi đó mình mới quyết định mua hàng, nha. Ok, cái dòng này thì giá nó sẽ mắc hơn một chút xíu, 1.420.000. Dòng mấy dòng 16V thì Advent họ, Advent Pro họ chưa có bán thân máy nha mấy anh, chưa bán thân máy, đó. Ok ha, chưa bán thân máy. Pin thì cũng là 16V, 16V rồi 16V8 là một nha mấy anh. Dòng này vẫn là pin 2A ha, 32W. Đó. Chưa bán thân máy. Con lành ha. Đó. Ok, máy chạy rất là êm. Rồi, trong một cái bộ nó gồm những cái gì đây? Thì cũng gồm một cái túi nè. Một cái túi. Rồi một cái cục sạc. Ha, một cái cục sạc thì thêm một cái viên pin vậy thôi. Ha, thêm một cái viên pin. Nó là hai pin mà. Ok ha. Rồi nó chỉ đơn giản như vậy thôi mà. Rồi, giá là 1.420.000 nha, tuyệt vời. 1.420.000 mấy anh. 1.420. Rồi ngon lành ha. Rồi mình qua con này. Cuối video đi mình sẽ test thử về đường cho anh em coi ha. Này mình giới thiệu trước. Cái tiếp nữa đây là cái dòng máy bắn vít. Rất là nhỏ gọn luôn mấy anh. Nha. Nhỏ gọn và nó sẽ có ba núm chỉnh cho đây. Cái núm này chỉnh nó mới đúng nè. Mấy dòng kia mình chỉnh anh em số 1 là nó mạnh, số giữa hai không nói, số 3 là nó yếu, còn này số 1 là nó chậm nha. Số 2 là nó ok nha, số giữa nè, số 3 là nó mạnh nha, này đúng ha, đúng theo cái mũi tên luôn. Và cái dòng này thì anh em có thể bấm bằng cái núm này được, bắn bằng tay được nè. Còn những dòng kia nó phải dùng cái đầu. Đầu tại cái núm nó thiết kế nó khác nha. Dòng này là ok chuẩn. Rồi, cái mẫu mã cũng vậy anh em thấy không? Độ hoàn thiện cũng rất là cao. Đây. Đấy. Ok ha, cầm nắm cũng rất là chắc tay. Cả ba dòng đều là động cơ không gió than hết nha, anh em thấy chưa, drop red ha, động cơ không gió than hết. Thì đây. Tuyệt vời ha, đảo chiều đầy đủ nha. Số 1, số 2, số 3. Về thông số kỹ thuật cái con này anh em, tốc độ quay tối đa luôn là 3200. Lực búa đập là 4000 BPM và cái lực xoắn của nó là 50 niu, 110 niu và 150 niu. Nha, nó sẽ có ba cái lực xoắn như vậy tương ứng với ba cái cấp tốc độ khác nhau. Rồi, ok. Đó. Nhỏ gọn và mạnh. Những cái dòng này đang là hàng trưng bày nha, mình sẽ đi test thử cho anh em. Mình thì thông thường sẽ khui ra hàng trưng bày. Để cho anh em có thể có cái cảm nhận nó sẽ thực tế hơn về dòng sản phẩm. Nha, cái đầu nè, làm cũng khá là sát nha. Đây. Sát rạc luôn nè. Đẹp. Nói chung về căn bản anh em đo hoàn thiện cái này nó cao ghê luôn. Đây là hàng chính hãng mà.
ha. Đấy, tuyệt vời. Rồi, giá nguyên bộ này là 1.520.000 nha mấy anh. 1.520.000, nó cũng gồm như vậy thôi, một máy một pin và thêm quên, một máy hai pin một một sạc nha. Thì cái bi trang. Đó, tất cả những cái dòng này thì trùng hệ pin sạc với nhau. À, anh em có thể sạc chung pin sạc với nhau, dòng 16V của Fphone Pro. Rồi, ok nha. Bây giờ mình sẽ đi test thử từng con cho anh em coi. Anh em theo dõi. Ok ha, giờ sẽ đi test thử con bắn vít cho anh em coi khả năng cái bắn vít nó như thế nào nha. À, gài vô thì gài chỗ này kéo lên ha anh em ơi. Nhắc vô ha. Ngon lành. Trước tiên xài những con bắn vít này. À, cái chế độ cái dòng này quên nhắc lại. Cái dòng này khi mà mở ra thì nó sẽ không có chức năng mà ngắt đầu vít nha mấy anh. À, mở ra thì chạy luôn nha, không chức năng ngắt vít nha. Rồi anh em cùng theo dõi. Wow, mạnh mạnh ngon. Con thứ hai. Rồi, anh em cùng xem ha. À, cái này bật vít nha. Đây là gỗ me, rất là cứng. Mình sẽ thử bắt cho anh em vào cái gỗ này. Gỗ này nó mềm hơn nha. Gỗ này thì nó bắt vô không có được anh. Mình đã test những cái dòng trước rồi, bắt vô chuột xíu là nó gãy gãy vít luôn. Rồi, anh em cùng theo dõi ha. Đây. Ok, một cây vít dài tới 1 tấc 15 luôn, bắn ngọt xớt mấy anh. À, đây là gỗ cứng. Còn ở trong cái trường hợp á, em chờ chút xíu. Trong trường hợp mình bán những gỗ mềm hơn thì nó còn lẹ hơn nữa. Ví dụ đây đi, đây nè mấy anh, vô trong hộp những gỗ này nó mềm hơn nè nha, gỗ mềm hơn nè mấy anh. Đó, tại mình bắn cái một tay nên nó hơi ấy. Trước đầu. Đây. Em xem ha. Ngọt xớt luôn. Đây, cây kế tiếp. Ha. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái để mình kiếm cái mũi mình đổi đầu cho anh em. Bắn những con vít nó to hơn cho anh em ha. Đây, những vít to hơn nè mấy anh. Rồi, anh em cùng theo dõi nha. Ok, cứng ngắc luôn.
Rồi, cũng con vít đó bắn vô cái gỗ nó hơi mềm chút xíu như thế nào nha. Rất lẹ mấy anh. Cái điều đặc biệt ở cái máy này là cái gì? Cái độ nóng á nè. Độ nóng nó ít hơn mấy con OEM nha. Mấy OEM mình hôm trước mình bắn cái này là cái này nè. Nóng hổi luôn ha, cái độ nóng nó ít hơn nha. Đó thực tế cái cảm nhận mình khi mình cầm review những con này. Rồi, thôi mình sẽ đi qua cái con khác đi. À, khoan, con này thì nếu mà anh đi bắn tôm thì sao? Bắn tôm thì chuyện nhỏ rồi ha. Bắn tôm chuyện nhỏ rồi. Đấy, bắn tôm. À, quá nhỏ đối với con này nha, tuyệt vời. Cái độ nóng nó ít hơn mấy mấy dòng kia, nó cũng có ấm ấm mà nhưng mà nó ít hơn. Mấy dòng trước mình đã test cái kiểu này, bắn ba con hạng nặng như thế này hoặc là những cái con năm con như thế này á, là độ nóng cao đó, hoặc con này là cái độ nóng nó cao hơn nha mấy anh. Ok rồi, ngon lành. Bây giờ mình sẽ đi qua dòng máy khoan. Đây là cái dòng máy khoan không búa à. Thử đi khoan mũi bê tông 8 ly như thế nào mấy anh, không búa nè. Tại vì cái mũi này anh em nó xài không không nên xài búa nha, siết cứng là lóc vào cái nè, cả lần cái cho nó lóc ha, auto lóc đó, vậy là vậy đó. Rồi khoan bê tông không búa này. Quên chuyển chế độ khoan mấy anh. Rồi, chuyển độ khoan ha. Trời ơi, nó ngọt lắm nha. Một phần cũng gì muốn cho muối khoan nha. Rồi, đây thêm muối nè, anh em coi. Mà anh em để cái muối khoan này mình đã test rất là nhiều lần rồi nha, chứ không phải là khu muối mới nha mấy anh. Ở đây bê tông toàn cũng là đá xanh nè. Đó. Mạnh lắm em, cực kỳ mạnh luôn. Lật xả ra ha. Rồi giờ dùng cái lực này thử coi 50 niêu. Mở những con ốc này coi, siết lóc lại, xả lại ha. Đó, mở những con ốc ra nè. Để số 1, xả lại nè, 50 niêu. Khỏe chân. Rất khỏe luôn. À, khi anh em cái số 1 á, đối với máy khoan anh em, số 1 là cái lực xoắn nó cao nhất, chuyển sang số 2 lực xoắn nó yếu hơn. Thử coi. À, đó. Số 2 là nó không kéo nổi nha mấy anh. Số 2 tốc quay nhanh, lực xoắn nó yếu. Còn số 1 tốc quay chậm, lực xoắn nó cao, sẽ mở nổi. Ok ha. Tuyệt vời. Không búa nha. Khoan Sài Gòn. Khoan Sài Gòn thì anh em để cấp trượt nó hay hơn nha. Nè. Mình thấy những cái dòng này thì nó hoạt động mọi cái tác vụ à, dành cho anh em mà đi lắp camera nè, bắn tôn trên trần nhỏ gọn, lắp camera hay lắp gì đó cần lê kèo trên cao, nhỏ gọn mạnh, dùng con này. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà tốc nó lên tới 2000 nữa mấy anh. Nha, lực khỏe nữa. Em ru bà ru ha. Ngon lành. Rồi, quất thử mũi 38 cho anh em coi ha. Thực ra mỗi lần đi khoan mũi 38 ngại lắm anh. Một lát nó dính đầy ở dưới sàn luôn. Rồi ok, thì mình sẽ test thử con này cho anh em nha. Lát mình khỏi test cái con kia siêu ít cái năng búa thôi. Con này con kia nó là 1. Rồi, lóc lại nè. Mũi 38. Mũi 38 thì bây giờ mình sẽ để ở vị trí số 2. Nào đứng thì chuyển sang số 1.
đây ha, gõ này chỉ gõ mềm thôi, kiếm nào không có đinh ha, để vô lát đinh nó quéo cái mũi. Rồi ở đây em thấy không? Rồi, ngon ha. Quên chuyển sang khoan, quên hoài. Rồi tới dưới luôn mấy anh ơi, mạnh quá nè, lúc cán luôn ha, lủng tới dưới luôn rồi này. Sao đụng cái kia đây nè, nè sau để vị trí số 2 luôn nha, nó khỏe. Cái này á, nếu mà nó xuống này tay mình có luôn lắc này nè, nó kẹt cái là máy đứng đứng chúng ta xả ra ha, nó để cho đồng tâm nha mấy anh, khoan đồng tâm là ngon lành luôn. Còn đây là muốn mạnh nữa chuyển sang số 1 là cực kỳ mạnh luôn, mình chỉ mũ 38 để vị trí số 2 thôi đó nha, là ngon lành. Ok, cái mùi gỗ nó thơm nha. À, mùi gỗ thơm ngon lành ha, 38. Rồi đó là con khoan hai chức năng. Khoan ba chức năng thì sao? Khoan ba chức năng thì bây giờ nó chỉ có hát có cái búa thôi à. À bây giờ mà đi ra này, mũi này bao nhiêu ly đây, giờ mà quất cái con bê tông 12 ly, quất thẳng luôn 12 ly coi xem thế nào. Thật ra 12 ly thì đây mũi khoan đa năng nha, siết lại nè, cứng nữa nè, lóc lại xả ra rồi ngon lành. Mũi 12 ly nha mấy anh, đa năng khoan bê tông sử dụng chức năng búa. Rồi lắc con búa nhục số 2. Ok ha, kiếm con nào đây, nó cũng nhiều quá rồi mấy anh ơi. À, đây đi, đây đi. Chưa ngon lắm, lý do là nó nằm gần cái lỗ đã khoan rồi, qua đây đi là không có lỗ nè mấy anh ha. Ok em thấy không, ta không có thấy đúng không, đây lật lại đây ha, cục này khoan mấy ngày rồi. Rồi nha nè, 12 ly mạnh, cái này đi khoan tường du địch nha, khoan tường không ăn thua gì mà. Rồi qua cái bạn đứng đi ha, quốc nha. Bể gạch luôn. Thêm mũi nữa nha. Tuyệt vời. Nha, nói chung là anh em khoan này khỏe mạnh. Khỏe. Còn bắn mấy con này thì nói chung là nó quá tuyệt vời rồi, nó nhỏ bình thường rồi. Này. Để số 2 ha. Chuyển sang chế độ khoan nha, chào xíu nè, em xả ra nha, chứ ấn vô mạnh là chuyển không được nha mấy anh. Rồi đây ok đấy, rồi thử nha, hết hết số 1 lên tới đây thôi, ở số 2 đây à, chuyển sang số 1 nè, lực mạnh hơn
Wow, nó lắc máy luôn nha, số 1 mạnh dữ lắm anh. Đấy. Anh em thấy không? Thì cái con mà búa hay không búa gì nó cũng như vậy thôi. Cuối con nữa mấy anh. Tuyệt vời, rất là mạnh luôn. Thêm con nữa ha. Thôi, giờ mình sẽ thêm con và bắn thử con 10 sát không búa cho anh em coi. Nãy con này mình chưa thử cái tác vụ này. Pin trâu luôn á, pin là mình hầu như là pin chưa có sạc luôn á. Đây. Vị trí số 1. Rút ra nha. Số 1. Ồ, tuyệt vời ha. Rồi, thôi. Thử như vậy là anh em biết khả năng hoạt động của con mấy con này rồi nha. Không cần gì lắm. Tại vì hàng nó hàng chính hãng mà mấy anh. Rồi, quay lại các bạn mấy anh. Đó, thì anh em đang có nhu cầu về những dòng này có thể ghé cái hàng mình mua tham khảo trải nghiệm ha. Thì cầm nắm thử để mình xài nha. Thôi làm. Nhắc lại ha. Không búa là giá là 1.360.000, có búa là 1.420.000 và bắn vít đó là 1.520.000. Một máy 2 pin, một sạc pin 2A. Ok nha, giá tại cửa hàng chưa còn với ship, có hàng mẫu trưng bày đủ, anh em nhu cầu mua thì liên hệ nha. Một nữa cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.